cho các bạn một tràng pháo tay rất to. Và thầy chị, 2 phút nữa để các bạn bắt đầu chúng ta thể hiện tinh thần quay vào đây giữa các đội với nhau nhé. Cho nên các em thương nào thân chí lại để bước lên cùng cao nhất, chúng ta sẽ đợi sau 1 phút quảng cáo. Xin giới thiệu đại diện cho công ty F-Shop chúng ta xin một tràng pháo tay nha. Và xin được hỏi một câu một chút là ông như thế nào về cuộc thi này và tôi thay mặt chủ tịch hội thì đại diện cho công ty muốn quan tâm đến cuộc thi này. Tất nhiên ngày hôm nay thì thật là công ty này cũng như học sinh trong trận đấu ngày nay thì ông như thế nào về cuộc thi này và nếu trong năm tiếp theo tổ chức vẫn tiếp tục tổ chức thì F-Shop vẫn tiếp tục làm như vậy. Vâng, và sau một chút chỉ chặt các bạn thì mời Hà Nội lúc đấy 61 và đội Fit Person vào vị trí xuất phát của mình. Tôi xin được
thành tích của ai thôi. Rồi thì hôm Tết 61 là tốt là các thành viên của đa xã hội quốc. Ngày tôi là nhân khoa vật lý trường đại học tự nhiên. Ở phía sức tôi diện, có một màu xanh, có một cơ sừng, có hai thành viên đến từ tôi là cô Tô Bích, trường chuyên, phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, đại học tự nhiên đại quốc gia rồi. Và thật là hơi buồn khi mà huynh đệ chúng ta sẽ phải giải quyết nhau ở trên sàn đấu trong một cái trận đấu mà ta chinh phục giải đường. Theo thầy được biết thì giải đường của các em phổ thông trung học chuyên cũng như giải đường của các em trên đại học nó không có sự quá xa lạ, vì các em chuyên cũng thường xuyên lên trên trường đại học để tham dự vào các cái dự án khoa học cùng với các anh chị sinh viên. Và như một lời của các bạn rất là đáng trẻ, tuy nhiên kể cả những kinh nghiệm thì kinh nghiệm của các bạn có thể chia sẻ được với các bạn không ạ? Các anh muốn biết liệu trên này các anh có ý định đưa tay với các em ít thừa sự không ạ? Chuyển rất cơ động. Chúng ta hãy xem cái phố rừng có thể chứng kiến.